Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thì vỡ nát trong giấc mơ dài. Vâng, xin chào mọi người nha. Và đây là cái giọng của mình. Mình test thử cái loa CS390 của Sơn Ca. Đấy thì các bạn nghe thấy có ok không ạ? Vâng, qua 2 tháng mình sử dụng thì nói đây thực sự là vô cùng hối hận. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là mình hối hận ở cái điểm gì nha. Vâng, và ngoại quan của nó thì nó được làm bằng gỗ với đề can bên ngoài, gỗ MDF và khá nhỏ gọn nha. Chúng ta có thể xách đi du lịch được. Và một cái ưu điểm rất là hay là nó chỉ có 8kg thôi, vừa đủ chỉ số, tức là mình xách đi mang lên máy bay du lịch trong nước là rất là ok. Đấy là cái ưu điểm thứ nhất của nó, rất là nhỏ gọn luôn, nhỏ gọn hơn con CS250. Đấy, và trên này các cái nút của nó này thì nó có cái gọi là volume mic 1 này, mic 2, bass chép, rồi echo, bass chép của nhạc này, rồi là volume của nhạc này, master volume này, là cái tức là cái volume tổng ấy. Đấy, thì ở cái dây sách này thì được trang bị là bằng nhựa dẻo nhá. Rồi còn mấy ốc vít kia thì được làm bằng inox xịn đấy, giúp bạn chống rỉ đấy. Và thì tiếp đến là cái phụ kiện đi kèm nó thì có cái gì thì thôi được rồi, tìm hiểu cái đằng sau trước đã. Thì ở dưới, ở đằng sau đây thì nó hay hơn nhiều cái loại khác là nó có cổng line in và line out. Line in và line out như này thì để giúp chúng ta lấy nhạc và phát ra loa, lấy nhạc từ nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như là điện thoại, tivi, rồi laptop, máy tính bảng nó kia. Line out này để chúng ta ra thêm một cái loa nữa và một cái cổng gọi là official này. Đấy, đây là cái cổng cái gì MP3 USB, đây cổng mod này. Như đây là cái cổng để mình lấy lại tần số của cái mic thì phải. Rồi mình đánh giá rất cao nhá, là cái nút nguồn như này, nó là cái nút cơ, nó là cái nút cơ, cái công tắc cơ như này thì nó rất là bền luôn, nó bền hơn mấy cái nút bấm như này. Nhiều cái nó trang bị cái nút là cái nút bấm như này nhá, nó rất là nhanh hỏng luôn. Còn cái này, cái nguồn bằng cái này nó chịu tải cái dòng lớn này thì là dùng rất ok. Vâng, và đến cái phần mic, mic của nó thì được trang bị hai cái mic như thế này. Vừa nãy mình cũng đã hát thử cho các bạn nghe rồi đấy, đúng không ạ? Cái xanh này là mình đeo vào đấy, thì người ta không cho cái xanh tại vì nếu mà cái xanh mà nắp vào như này thì nó che mất cái tên của họ đi, đúng không ạ? Cần quá sử dụng. Vâng, đấy cái mic thì mình vừa hát nó được chạy bằng pin 2 pin AA. Đây. Đó, chạy 2 pin AA. Thì chủ yếu là mình mua cái pin này, trước mình đã review rất nhiều rồi, mua về chủ yếu dùng hai cái mic này đấy. Tại vì cái mic này nó khá là tốn pin và chạy những cái pin đường nó rất là nóng và nhanh hết pin. Vâng, và nó được trang bị một cái cục adapter, cục sạc là 15V 6A. 6A luôn. Đấy, thì cái pin của nó thì bên trong đâu rồi? Mình quay lại mình xem cái thông số pin nào. Pin thì là 4A nha, 4000 mAh. Thì nó cũng 4000 mAh thì cũng gọi là bình thường thôi, cũng không có gì là khủng lắm, gọi là bình thường. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cậy cái này ra xem là nó có bao nhiêu loa và vì sao mình lại hối hận nha. Đấy, thì vừa nãy mình hát thử cho các bạn nghe, thế thì thiếu được không ạ?
hát thử cho các bạn nghe được không? Tại vì mình không dám hát nhạc ấy, tại vì hát nhạc sợ dính bản quyền. Đấy, thì nó rất là rõ. Đây thì được trang bị hai cái loa full này, một cái loa chung và một loa check. Công suất của nó là 100W. 100W RMS đấy. Thì cái vải này, cái vải chắn đằng trước này là vải dù. Vâng, và cái Bluetooth này mình nói đến cái Bluetooth thì mình kết nối nhá, để mình kết nối thử với cái điện thoại của mình này. Đây. Thì nó có tên Beatbox đã kết nối Bluetooth. Đấy, rồi mình bắt đầu mình thử một đoạn nhạc cho các bạn nghe rồi các bạn đấy nhá. Điều cái Bluetooth này thì nó kinh khủng luôn. Nó có thể bắt xa đến tới 40 mét luôn. Bluetooth 5.0. Đấy, Bluetooth 5.0 và nó tầm 40 mét. Ok luôn đấy. Nhạc Bluetooth không bản quyền. Ok chưa? Mình chỉ dám bật cái nhạc này thôi, như nhạc khác là tầm nhỏ nhỏ thôi, khoảng 40% thôi. Là mình ok không ạ? Và nói vì sao mình lại hối hận nha, mà thực sự là quá hối hận luôn vì mua nó hơi muộn. Thực sự là nó hát quá là ok luôn. Nếu phải là cái tầm giá mình mua chính xác nó là 3.250.000. Lúc đầu thì giá shop người ta bán là 3.600.000. Về sau là đến cái ngày sale thì người ta nâng lên 3.900.000. Vâng, và cuối cùng mình vẫn cứ chốt được với cái giá là 3.250.000 về đến tận nhà đấy. Thì cái con này trước nó ra thì nó ra tầm hơn năm rồi, thì lúc ấy nó rơi tầm khoảng trên 4 triệu đấy. Vâng, và mình đã mua được nó ở cái mức giá là 3.250.000 thì mình cũng cảm thấy rất là ok rồi. Còn đúng, thực sự nếu mà không về cái vấn đề mà bản quyền ấy, thì mình sẽ hát cho các bạn nghe một bài có nhạc thì các bạn là sẽ ấy ngay.